Này vừa lên cửa hàng lấy cái cân tỉ hon 2m7. 2m7 đâu rồi. Đây. Đêm nay mình sẽ dẫn anh em đi cày rỗ nhá. Buổi đêm á thì con rỗ bự hay đi ăn, còn bọn rỗ nhỏ là bọn rỗ xỉu nhí là hẳn bẩn đi ngủ mất rồi. Có cửa để câu được mấy con rỗ bự bự. 1 2 đút vào. Đó, xong siết là được. Đơn giản không? Buộc phải sát vào đấy nhá. Nếu mà buộc dài tít ngoài này á thì đánh nó hãy bị vấn vào đấy này, rất là khó chịu. Buộc sát vào, thật sát càng tốt. Đó, thôi để thẳng, cắn chặt đi. Buộc kéo khéo khéo nhá. Nhiều bác kéo khéo là kéo gầy luôn cái đọt cân, là em lại bán thêm được cái đọt nữa. Rồi chưa cắt. Không cần, đừng có cắt sát quá. Các bác cắt trừ khoảng vài lý. Xong rồi lại bật lửa đốt. Đó, xong rồi ví dụ đây là cái bật lửa đốt, quéo lại tí là được. Đỉnh là gầy rỗ vui vui nhưng mà cái điểm này vực xấu lắm, phải lắp cái bàn mới ngồi được. Bây giờ mình trộn mồi luôn nhá. Các bác có nhớ cái loài mồi mà mình hay đánh không? Cái loài mà có nhiều hạt nổi á. Nổi lêu phêu trong mặt nước đó. Đấy, kết hợp với hương liệu trầm đen, câu rô. Câu rô bằng mồi chép kết hợp với hương liệu trầm đen. Cái dố bị uống á. Bùng ghê lắm. Nhưng mà chờ 5 phút nữa hàng đánh nhá. Bây giờ đánh nó bùng hết luôn đó nè. Bùng kiểu tàu xương xương từ từ cả vào là hút 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 là dính hết. Bắt hai quả này xả nhé. Xong rồi xả dù cả bao này. Gác đồ đấy, bây giờ đi xoay đêm vòng kiếm đồ ăn nhá. Hôm nay còn nhiều ếch con lắm. Nằm im luôn. Ngủ quên à. Bắt được còn không biết này. Ếch nó ếch con này. Một. À con chỉ cắn cho. À. Này, 1 2 3 này. Hả? Kiểu to cũng kiểu to, kiểu to bù binh này. Cùng là ếch con. Đừng yên, đừng 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 đừng, đừng. Mẹ nắng được không?
cun. Được rồi. Ui con ếch đây. Ui. Rồi 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 rồi, bao việc bao việc. Cái này đắng nhưng mà ăn ngon lắm. Ui, chín cả cây luôn. Rồi, đủ rồi, cay lắm rồi. Gà nhà bà thức đẻ này, 933 quả. Hôm trước đi Trung Quốc thì mình mua cái này. Cái này là gia vị của Trung Hải Trung Quốc, rất là cay luôn. Bây giờ mình sẽ nấu con ếch với cái này nhá. Mình không biết cái lá ớt ăn ngon cực này. Cả nó xanh nó đẹp. Đường yếu. Thì là chín rồi á. Ui chà. Ngon à. Đói bụng lắm rồi. Rồi, nhìn đà chưa? Thèm. Ở đấy chỉ có cái hoa đu đu đực này là mình chưa bao giờ ăn nữa. Lần đầu tiên luôn á. Ui chú ổ đắng lắm. Đắng hơn cả là đắng. Wow. Đắng như mật đó. Wow. Làm mình trừng với đu đu trước á. Còn đi mình là đỉnh cao này. Mời các bác. Trời ơi, đang đói lắm. Khỏi phải nói luôn. Trời ơi, ếch ngon thật đó. Hey. Chấp luôn nhà hàng năm sao. Thịt thật chắc cơm luôn đó. Đó, cái đuôi này, thịt không à. Không ngồi tôi chế. Lâu lắm được ăn ngon.
Mới được. Chị to lắm. Chết. Chết. Chết phải chạy ghế thật. Cần 2m7 và ván chép này. Không biết đi gầy rố kiểu gì nữa, toàn ván chép. Chất lượng nhá. Tạo nhảy tưng 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 tưng. Không phải. Ui. Ui, đứng đứt. Chạy đi ba gươm thích. Ôi. Có cái răng nặng lắm. À, mắc vòng. Lại chép. Chép mắc vòng. Cố tình câu chép thì không được, ngồi ghế rỗ thì lại được chép.